đang đăng lượng trời Rolex tại công ty Xenon Sunlight thì ngoài được áp dụng mức giá khuyến mãi là 3.400.000 đồng ra, người khách sẽ còn được tặng kèm theo một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời trị giá hơn 600.000 đồng. Và để cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cái chương trình khuyến mãi này trong tháng 5 thì xin mời quý khách cùng My theo dõi tiếp video nha. Đầu tiên thì My sẽ nói về cái chiếc đèn năng lượng mặt trời. Nhân vật chính chúng ta là chiếc đèn Rolex 500W trước. Sau đó thì My sẽ nói về cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn chỉ diễn ra trong tháng 5 của công ty Xenon Sunlight. Hy vọng là quý khách hàng sẽ coi đến hết video này để xem là cái sản phẩm tặng kèm theo là sản phẩm nào. Và chiếc đèn 500W này nó sẽ có những cái ưu điểm gì mà lại được nhiều khách hàng ưa chuộng như vậy? Nói về chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex 500W thì điều đầu tiên phải nói đến là chất lượng. Thứ hai là nói về dung lượng pin. Thứ ba là về cái tấm pin năng lượng mặt trời. Và thứ tư sẽ là cái giá tiền. Thì ở chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex 500W thì đây là một cái dòng đèn chuyên dành cho cái công trình, cho nên là cái chất lượng của nó thì phải cực kỳ đảm bảo thì mới có thể vô được công trình và được nhiều chủ đầu tư để mắt tới. Dòng đèn năng lượng mặt trời Rolex 500W này ngoài sử dụng cho công trình thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cho nhà ở, biệt thự hay là bất kỳ nơi nào người khách muốn. Ví dụ khách hàng cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời độ sáng cao, ánh sáng chuẩn thì rất là nhiều khách hàng đã lựa chọn chiếc đèn Rolex này. Cũng chính vì lý do đó cho nên là khi mà My giảm giá cái chiếc đèn Rolex 500 thì được rất là nhiều khách hàng liên hệ đặt mua. Thôi không lên ngay nữa, bây giờ chúng ta sẽ vô vấn đề chính nha. Đối với chất lượng của chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex thì khỏi phải bàn, khách hàng đã để lại đánh giá cũng như là phản hồi rất là nhiều. Và cái sản phẩm này My đã gửi chắc là trên toàn quốc lịch có cái đèn này hết rồi đó quý khách. Và đầu tiên khi mọi khách nhìn vào thiết kế của đèn Rolex thì nó sẽ có một cái thiết kế khá là tối giản, và khi mà quý khách cầm lên á thì nó cực kỳ nặng tay. Đây là một cái chiếc đèn sử dụng vỏ nhôm đúc nguyên khối và được sơn tĩnh điện màu xám, nhìn rất là sang trọng và đẹp luôn. Cho nên là với cái màu xám thì My thấy là nó dễ dàng phù hợp với mọi không gian, như là nhà ở, những cái biệt thự nè, những cái nhà lầu, hoặc là những khách hàng cần cái độ sáng cao để chiếu sáng sân vườn cũng có thể sử dụng cái chiếc đèn này, và cực kỳ phù hợp với mọi không gian luôn, cho nên là khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Độ sáng rộng, ánh sáng chuẩn thì chắc chắn phải nói về cái chip led của đèn cái đã. Thì chip led là chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex 500W này á thì nó sẽ sử dụng chip led free của Mỹ. Thì so với trước đây á thì đèn sử dụng chip led Ninja của Nhật, nhưng mà hiện tại lô mới nhất thì nó sẽ là chip led free của Mỹ, cực kỳ chất lượng, tuổi thọ cực kỳ cao và đem lại cái độ sáng rất là tốt. Và chiếc đèn Rolex 500W này sẽ cho ra ánh sáng màu trắng, và diện tích bao phủ của đèn nó cực kỳ rộng, lên đến 400m². Và thêm một điểm mạnh của chiếc đèn Rolex 500 nữa đó chính là đèn này có thể pha xa được từ 35-50m. Một điểm khác biệt phải nói tới của dòng đèn Rolex 500 đó chính là chiếc đèn này đang sử dụng pin khối LiPo 4 để lưu trữ năng lượng. Trước đây thì dung lượng pin của đèn chỉ có 65.000 mAh mà thôi, nhưng mà hiện tại thì đèn đang chứa dung lượng pin tới 80.000 mAh theo hãng công bố. Và đèn này đang sử dụng nguồn pin lưu trữ là pin khối LiPo 4. Cái sự giảm độ sáng của chiếc đèn năng lượng sử dụng pin LiPo 4 nó sẽ ít hơn so với những chiếc đèn sử dụng pin viên 3650. Cho nên là nếu chiếc đèn này được nạp đủ nắng thì chiếc đèn có thể đảm bảo được cái thời gian chiếu sáng cho quý khách là từ 2-3 hôm hoàn toàn thoải mái. Và trong một đêm thì đèn vẫn có thể lưu trữ năng lượng rất là tốt. Thì để dẫn chứng cho khách hàng xem là chiếc đèn Rolex 500W khi mà sử dụng ban đêm nó sẽ giảm năng lượng như thế nào, xin mời quý khách xem video ở đây. Cái độ sáng của đèn thì chú thấy là nó sẽ duy trì được từ mấy tiếng nó tới sáng không ạ? Từ khi nói chung sáng tới sáng luôn. Dạ. Mà nó khoảng cỡ chừng 2 giờ 2 giờ rưỡi nó sẽ yếu lại chút. Dạ. Còn khoảng 80%. Dạ. Rồi lại duy trì cái độ sáng tới sáng luôn đúng không? Dạ. Và khách hàng trong video này cũng đã sử dụng chiếc đèn Rolex 500W này cũng đã hơn 1 năm rồi. Và khi mà mình có dịp ghé ngang qua hỏi thăm về tình trạng của đèn thì anh cũng đã để lại cái phản hồi khá là tốt và chất lượng như thế này. Thì với mỗi khách hàng khác nhau thì cũng sẽ có những cái đánh giá khác nhau. Thì không biết là các khách hàng khi mà sử dụng đèn Rolex 500W có hài lòng hay không? Nếu như mà hài lòng thì có thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Dung lượng pin khủng lên đến 80.000 mAh thì chắc chắn là cái tấm pin năng lượng mặt trời để sạc chiếc đèn Rolex cũng phải lớn để có thể là cung cấp đầy đủ năng lượng để cho đèn hoạt động nguyên đêm. Tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng chiếc đèn Rolex 500W sẽ là cái tấm pin 120W. Kích thước tấm pin sẽ là 1m x 680mm. Đó, quý khách thấy cái tấm pin nó to dữ chưa? Em không biết là bữa giờ á kênh nào quảng cáo thì kênh của em nữa, nhưng mà cái đèn 500W nó 500.000 thôi, mà để số điện thoại của em thì đó không biết nữa. Nhưng mà có nhiều khách hàng điện em mua cái chiếc đèn đó lắm. Em cũng xin khẳng định là một lần nữa, cái này thì em cũng khẳng định 3 lần rồi đó. Đó chính là cái chiếc đèn 500W giá 500.000, bên em chưa hề đăng tải một video nào hết và bên em cũng không có bán. Nếu khách hàng nào đang xem video đó mà có liên hệ với My, My nói là em không có bán, thì xin phép với khách hàng, đừng có vội chửi My nha, tại vì My đâu có đăng đâu. Chiếc đèn Rolex 500W này có thể là nó sẽ giá
là khi một người khách chịu đầu tư một chiếc đèn năng lượng mặt trời đó lấy 500 W thì chắc chắn một điều là người khách hàng sẽ thấy được cái sự khác biệt về cái độ sáng, về cái thời gian chiếu sáng và đặc biệt là về những cái lợi ích mà chiếc đèn Rolex 500 W này mang lại. Nãy giờ My cũng đã nói sơ qua về chiếc đèn Rolex 500 W rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái chuyên mục chính, một cái chương trình chính của công ty Xenon Solar trong tháng 5 này. Một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn mà chỉ diễn ra trong tháng 5. Thì hy vọng là với cái video hôm nay của My sẽ giúp cho khách hàng có thể có một cái nhìn công tâm hơn khi mà mua bất kỳ chiếc đèn năng lượng mặt trời nào. Đừng nhìn vào giá bán mà mua đèn của khách ơi, hãy nhìn vào thông số kỹ thuật của đèn để đánh giá sản phẩm này với sản phẩm khác nha. Khi mà khách mua chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex 500 W thì ngoài được áp dụng mức giá khuyến mãi là 3.400.000 đồng, quý khách sẽ còn được tặng kèm theo một chiếc đèn bắt mũi 100 W trị giá 650.000 đồng nữa. Thì tức là quý khách đã tiết kiệm được gần 1.000.000 đồng khi mà mua chiếc đèn năng lượng mặt trời Rolex, mà mua một được hai luôn, vừa có đèn trong nhà vừa có đèn ngoài trời để sử dụng luôn. Thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để chốt đơn của quý khách. Tổng chi phí mà quý khách mua cái bộ đèn năng lượng mặt trời Rolex 500 W trong tháng 5 này sẽ là 3.400.000 đồng, mà còn được tặng kèm theo một cái chiếc đèn năng lượng mặt trời sử dụng trong nhà bắt mũi công suất là 100 W này nữa với giá là 650.000 đồng. Tức là quý khách hàng đã tiết kiệm được gần 1.000.000 đồng khi mà mua chiếc đèn Rolex 500 W, mà còn được sở hữu tới hai cái sản phẩm cực kỳ hot tại công ty Xenon Solar như thế này. Và nếu khách hàng nào có quan tâm về chương trình khuyến mãi này, có nhu cầu mua đèn hãy nhanh tay lên liên hệ ngay với My qua số hotline 0976 568 346 để có thể là chốt đơn cái chương trình khuyến mãi này nha. Rolex 500 W và với chiếc đèn Rolex 500 W chiếc lít của Mỹ này, hiện tại công ty Xenon Solar đã bảo hành cho khách trong vòng là 3 năm. Còn cái sản phẩm tặng kèm theo là chiếc đèn bắt mũi như thế này thì công ty Xenon Solar đang bảo hành trong vòng 1 năm. Thì nếu khách hàng nào mua cái chiếc đèn Rolex 500 W trong tháng 5 thì khách hàng cũng sẽ được tặng kèm theo một chiếc đèn năng lượng mặt trời bắt mũi công suất 100 W này. Và chúng tôi vẫn bảo hành hai sản phẩm này bình thường, vừa bảo hành cái sản phẩm bán mà vừa bảo hành luôn cái sản phẩm tặng. Bởi vì là cái sản phẩm tặng này là vẫn là 100% là hàng mới, cho nên công ty Xenon Solar vẫn bảo hành cho khách trong vòng 1 năm bình thường. Trong thời gian tới nữa thì mình cũng sẽ gửi cho khách nhiều cái sản phẩm mới và những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn như thế này nữa. Thì hy vọng là quý khách có quan tâm hãy ấn vào nút đăng ký kênh, bấm chuông thông báo phía bên để có thể là đón nhận nhiều cái thông điệp mới nhất từ vũ trụ gửi đến, như là những chương trình khuyến mãi có tại công ty Xenon Solar. Cảm ơn khách đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.